Where's your sweater, young lady? I'm in the hot. Is it in your backpack? You mean I'm not the cold. I just moved daddy bag over. Move this over too. I want Chewy to be on me. Okay. Can you get Chewy for me? Yeah, let me move this. I love Chewy. He's the cutest dog. He's your dog anyway. Yep. Cause you're the one that bought him. Sao cái giỏ anh thổi vô lòng nó hôi quá. Ew. This baby's wet. Stay there, con. Stay there with you, kid. Oh no, con nó nhảy vào window, Alexi. Mở window nó nhảy ra con. Just crack it, but don't you open all the way. You can crack little, but don't open all the way, yeah. Okay, we're gonna go to the Golden Gate Bridge. Yeah! Golden Gate Bridge. ATV's booty is in my... Wait, you want to turn your seatbelt? Oh, this is nice and street food. Stop. Oh, okay. Just go. I'll drive slow. I was about to say, Timmy needs a seatbelt too. Oh yeah. Má obey the law, mẹ lên là bỏ bắt cô. I'm your daddy. Dad, you do. Dad, you say right you Lincoln should Boulevard. Slap. Then turn right on the Lexi, I'm your daddy. You know, slap your daddy. Tới cái cầu đỏ cả nhà ơi, cái cầu này tượng trưng cho San Francisco nha. Timmy mệt ngủ ha, Timmy con mệt rồi. Mom, where does it sell? Ở đây cũng có restaurant nữa nè. Mom, where does it sell? Ồ, muốn mày chân gớt. God. Ở đây cũng có restaurant nữa. Ở đây mấy người ta đi du lịch. Dạo này thấy thành phố sao có du lịch ít quá. Turn right toward Lincoln. Behind us. I need to look for parking. Ở cảnh đẹp quá. Ôi, nhìn cầu đỏ cả cả nhà. Nó phủ với sương mù luôn, quá đẹp. Mới nó không có người đi dịch, giờ thấy con đống người đi du lịch kìa. Đây là cây cầu đỏ San Francisco. Lần đầu tiên Lexi đi nha. Lần đầu tiên Lexi đi thăm cây cầu đỏ. Bà đẻ ở đây mà giờ 6 năm sau bà mới được đi đó.
bridge can you jump on you? Really? So, yeah. So he's my service dog. Yeah, yeah. You've got the mic, right? Yeah. Biển nó vượt qua biển đại dương rất là lớn luôn, nó biển chứ bên đây là người ta chạy xe quá trời nhanh luôn, đây là xe cao tốc á. Mỗi một năm á, người ta sơn từ cái đầu cầu này á, sơn qua bên đầu cầu kia là cả năm trời xong rồi, từ cái đầu cầu kia người ta sơn ngược lại, cho nên nó ai mà làm nghề sơn cho cây cầu này ở cái nhà họ không bao giờ sợ bị mất việc làm, tại vì sơn qua cây cầu này, qua cái đầu này rồi đầu kia sơn lại, cứ sơn tới sơn lui vậy hoài cả nhà, cho nên việc làm không bao giờ bị mất. Biển ocean coi chừng nó lọt nha anh, coi chừng nó lọt nha. Đi hả? Người ta du lịch nhiều lắm đó nha. Heo đỏ này lúc nào cũng có người đi bộ á.
lạnh cỡ nào, gió cỡ nào cũng có người đi hết á. Xe đạp trên này cũng nhiều quá chứ. Nói thiệt với cả nhà luôn á, còn đây là lần đầu tiên thấy Liều cũng trải nghiệm đi vượt qua cây cầu đỏ. Chứ hồi xưa giờ thấy Liều ở Mỹ, thấy Liều chưa bao giờ đi bộ qua đây như vậy đâu cả nhà. Toàn là chạy xe qua, nó chạy xe thôi vậy đó, chạy đi qua bên đó chụp hình thôi chứ không có đi lượn bộ vậy đâu. Tại giờ con gái của Hải Liền nó muốn đi á, Liền mới dắt nó đi thôi, chứ hồi đó Hải Liền chưa bao giờ lượn bộ cái này hết á. Tại là đi xa hơi không à.
vừa cạn qua cây cầu đỏ, không có thành công mà cả nhà ơi. Thấy liền rằng bây giờ là mới vừa đi đi ngược trở lại. Đây là cái đoạn cái điểm khởi đầu hồi nãy. Nãy giờ lo chạy về không có quay được cả nhà ơi, tại vừa lạnh cống vừa rung nữa. Con thấy liền thì không có đi bộ nổi. Chồng thấy liền phải ảnh từ cái đoạn bên kia ảnh ngược về đây. Bây giờ ảnh còn đang ở dưới chưa về tới đích. Hayley đang ở đây, Hayley chạy xe cho nên về sớm hơn. Coi như là đi qua cái cầu đỏ là không thành công rồi đó cả nhà ơi. Nó lạnh quá lạnh. Thứ nhất, thứ hai, nó con Hayley nó đang buồn ngủ, nó mệt, nó đi không nổi nữa. Bây giờ phải quay trở về. Bây giờ Hayley đang ngồi đây đợi ảnh. Chó Hayley nó cũng lạnh cống luôn. Thiên Huyền cũng lạnh không con hả? Không lạnh không? Gió quá trời gió rồi cả nhà. He doesn't bite. He doesn't bite. Are you a friendly dog? Yeah, he does. He's very friendly. Friendly. Yeah, he just smell you. That's it. So cute. Thank you. Ngồi. Ngoài heo kêu anh. Mệt chưa? Mệt. Ôi trời trời. I have to carry her. I know. Đây. Come on, TV. Let's go. Okay. Cô chú đăng ký kênh, nhấn like và chia sẻ. Con chúc anh ba cô chú sức khỏe.